thở từ cháu nhá cô. Bác ơi bác hít thở nhá. Hít thở nhá. Bác luôn ạ. Rồi bây giờ chỉ cần hít thở thôi. Tập trung hít thở. Bác ơi. Bác làm theo hướng dẫn đi ạ. Bác làm theo. Bác cố gắng làm theo hướng dẫn của cháu này. Tập trung hít thở. Nội soi dạ dày là một thủ thuật khá là khó chịu, khá là buồn nôn. Từ xưa đến nay rất là nhiều cái biện pháp được nghiên cứu để là giảm tối thiểu cái cảm giác buồn nôn cho người bệnh, như là nội soi gây mê, nội soi qua mũi. Hôm nay bọn mình sẽ chia sẻ với các bạn về các cái kỹ thuật nội soi chuẩn mực để làm sao giảm tối thiểu cái buồn nôn khó chịu cho người bệnh. Xin mời các bạn. Đầu tiên, chúng ta sẽ phải đưa dây soi qua miệng họng, qua hạ họng vào thực quản. Đây là một cái đoạn rất nhiều cái thử thách. Bởi vì chúng ta biết rằng ở vùng đáy lưỡi, ở vùng thành bên của họng, ở vùng hạ họng, vùng thanh quản, nhất là vùng sụn nhẫn, sụn phễu, nó có rất nhiều cái phản xạ nôn, buồn nôn và đặc biệt là cái phản xạ ho. Chính vì vậy mà nếu chúng ta chạm máy soi vào các vị trí này, chúng ta sẽ khởi phát các cái phản xạ buồn nôn, nôn ọe và ho, làm cho người bệnh rất là khó chịu. Và đa số các trường hợp người thất bại trong mục soi thì nó sẽ xảy ra ở đúng giai đoạn này. Người bệnh người ta buồn nôn ọc quẹ, người ta ho ọc quẹ, người ta không thể chịu được mà người ta giật dây soi ngay. Chính vì vậy mà bí quyết qua được cái đoạn này đỡ buồn nôn nhất đó là chúng ta đưa dây soi để cái bề cong mặc định của ống soi nó nằm giữa khẩu cái cứng và phía trên khẩu cái cứng, phía dưới là lưỡi. Chúng ta đi ở giữa cái mốc, là mốc ở giữa lưỡi hay ở phía dưới và phía trên, thì đó là cái đường trắng ở giữa khẩu cái cứng, và tiếp giáp với khẩu cái cứng là khẩu cái mềm, và cuối khẩu cái mềm chính là cái lưỡi gà. Chúng ta đưa dây soi đúng vào cái đường này, không lệch sang bên phải, không lệch sang bên trái. Với những các bạn mà mới tập soi, mới soi ban đầu thì khi đưa qua đoạn này chúng ta sẽ rất hay bối rối và chúng ta rất hay điều chỉnh dây soi có thể là lệch sang bên phải, lệch sang bên trái, và người bệnh người ta sẽ cực kỳ khó chịu ở cái đoạn này. Dây soi người ta cứ ngoáy bên này, ngoáy bên kia ở cái đoạn họng miệng này thì chắc chắn người bệnh không chịu được. Khi chúng ta đã vào đến hạ họng, chúng ta nhìn thấy sụn nắp thanh môn là chúng ta đã biết được cái mốc giải phẫu, chúng ta biết cái đường vào. Đường thực quản nó luôn nằm ở phía sau cái vùng thanh quản. Chính vì vậy, khi chúng ta nhìn thấy sụn nắp thanh môn, đưa đầu ống soi đến ngang cái mức bờ trên của sụn nắp thanh môn thì cố gắng chúng ta bảo bệnh nhân nuốt. Nếu người bệnh hợp tác tốt thì chúng ta tiếp tục đưa dây soi phối hợp đúng với cái động tác nuốt của người bệnh thì ống soi nó sẽ qua cái thất trên thực quản vào thực quản. Đây là cái phương pháp mà sẽ làm cho người bệnh giảm thiểu khó chịu nhất, đỡ buồn nôn nhất. Thế còn là đa số mọi người thì khi mà đưa dây soi qua hạ họng thì hay để đầu soi chạm vào cái vùng túi thừa ở bên trái rồi mới bảo bệnh nhân nuốt. Phương pháp này cũng được nhưng nó sẽ không thể nào mà làm giảm thiểu buồn nôn bằng cái phối hợp cùng lúc với động tác nuốt của người bệnh. Về kỹ thuật, khi đầu soi vừa qua hết họng miệng vào hạ họng, khi mà chúng ta bắt đầu qua hết lưỡi gà, chúng ta sẽ hơi áp máy và tiếp tục đẩy máy một chút, chúng ta sẽ nhìn thấy sụn nắp thanh môn. Khi đến ngang mức bờ trên sụn nắp thanh môn thì chúng ta vừa đao máy, kết hợp cùng một lúc là chúng ta sẽ đẩy máy từ từ và bảo bệnh nhân nuốt. Khi sự phối hợp của ba động tác này thuần thục,
thì sẽ giảm tối thiểu cảm giác buồn nôn cho người bệnh. Một điều đặc biệt để ý nữa đó là chúng ta không để dây xoay chạm vào các thành họng, đặc biệt là vùng thanh quản cũng như là vùng sụn nhẫn, sụn phếu, bởi vì nó có thể kích hoạt phản xạ ho sặc sụa rất khó chịu cho người bệnh. Và chúng ta cũng cần giảm tối thiểu cái thời gian đi qua vùng hạ họng. Bọn mình cũng muốn lưu ý với các bạn rằng với các bạn là mới học soi, các bạn cần phải thuộc thật thuộc cái giải phẫu của vùng hạ họng và thực quản, biết đâu là cái đường vào thực quản, tránh tình trạng là nhiều bạn đưa dây soi vào trong vùng thanh quản và đưa chạm vào cái vùng sụn phễu, sụn nhẫn thì cái phản xạ ho của người bệnh rất là ghê gớm. Về kỹ thuật nội soi dạ dày thì bọn mình cũng đã làm một clip trước đây, các bạn có thể xem lại tại đây. Thử thách tiếp theo đó là khi chúng ta đưa dây soi qua tâm vị vào dạ dày. Với các bạn mới bắt đầu học soi thì có thể chúng ta sẽ gặp những bỡ ngỡ. Bọn mình sẽ trình bày về kỹ thuật đưa dây soi qua tâm vị vào dạ dày ở trong phần kế tiếp. Mời các bạn đón xem vào chủ nhật tuần sau nhé.